Ngày 28 tháng 6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 22.700 thí sinh trên địa bàn thành phố bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sáng ngày 28 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo làm trưởng đoàn, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hải Phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, trường Trung học phổ thông Thái Phiên, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi khá cao, có điểm thi tại huyện đảo Cát Hải. Do vậy, các khâu tổ chức kỳ thi cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự vào cuộc tích cực của các sở ngành, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan trong chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi. Để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế, Hội đồng thi số 3, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cần tập trung cao công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững kỷ luật phòng thi, phòng chống sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử. Công tác báo cáo phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi không được lơ là, chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là khâu vận chuyển bài thi, đồng thời tổ chức chấm thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế. Buổi sáng ngày hôm nay thì đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đi qua một số điểm thi của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Qua một số điểm thi thì chúng tôi cũng thấy là các cái công tác tổ chức coi thi, các cái nội dung công việc thì các cán bộ coi thi các điểm thi cũng đã làm được đúng như theo các cái quy định, yêu cầu quy chế, và các cái công tác như là hỗ trợ sinh viên, các cái biện pháp khác về mặt an ninh cho kỳ thi cũng đã được làm thực hiện tốt. Tính đến thời điểm này, ở các cái điểm thi và các tỉnh tôi đi qua kiểm tra thì cũng chưa có thí sinh phát hiện thí sinh nào có cái vi phạm quy chế thi. Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó có trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp thu ý kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh. Cùng với cả nước, những năm qua, Hải Phòng là địa phương có nhiều chính sách đi đầu phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó có chính sách khuyến học, khuyến tài, đầu tư cơ sở vật chất, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, các chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai chu đáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các lực lượng chức năng, nhất là công an và cán bộ coi thi, tăng cường rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các hành vi gian lận thi cử, siết chặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo mật kỳ thi. Chỉ đạo ngành điện lực tiếp tục tăng cường ứng trực, kiểm tra các thiết bị điện, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, chấm thi, phúc khảo. Thành phố đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29, bảo đảm chu đáo, đúng tiến độ, quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, qua đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phấn đấu giữ vững vị trí top đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Nói chung là cha mẹ thì con dự thi một kỳ thi quan trọng như này nên là ai cũng rất là hồi hộp. Cũng kỳ vọng là con thật sự là bình tĩnh, tự tin để con thi để đạt kết quả cao. Thế nên bố mẹ cũng chuẩn bị cho con một cái tinh thần vững để con hôm nay đi dự thi được đạt kết quả cao. Đầu tiên thì không thể tránh được cái việc là hồi hộp. Nhưng mà vốn dĩ là em đã học hết rồi nên em cảm thấy khá tự tin và hài lòng với bài thi của mình. Em kỳ vọng là bài thi của mình sẽ được đánh giá cao bởi vì là em cũng đã dồn hết tâm huyết vào bài làm của mình. Nguyện vọng của em là sẽ đỗ vào Đại học Luật Hà Nội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Hội đồng thi số 3 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thành lập 43 điểm thi chính thức, 14 thi dự phòng, 43 phòng thi dự phòng, 117 phòng chờ. Có 22.723 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.903 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 20.193 thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng, 627 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.
28 học sinh miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, 2.631 học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm thi hơn 3.000 người. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6, với 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 2 bài thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Kỳ thi năm nay, tại Hải Phòng có 22.723 thí sinh đăng ký tham gia, 19.545 thí sinh trường trung học phổ thông, 2.592 thí sinh giáo dục thường xuyên, 586 thí sinh tự do, phân bổ tại 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng. Có 75 thí sinh dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi, trong đó dân tộc Hoa 26 em, dân tộc Tày 13 em, dân tộc Thái 9 em, dân tộc Mường 7 em, dân tộc Giao 3 em, dân tộc Khmer 3 em, dân tộc Sán Chay 2 em, dân tộc Nùng 2 em, dân tộc Giấy 1 em, dân tộc Thổ 1 em, dân tộc Ngái 1 em, dân tộc thiểu số khác 7 em. Thí sinh nhiều tuổi nhất là Vũ Đình Hoàng, sinh năm 1986, dự thi tại điểm thi 38, trường Trung học phổ thông Thái Phiên. Kỳ thi năm nay, gần 3.300 cán bộ, công chức, viên chức được điều động coi thi và hơn 340 cán bộ, công chức, viên chức tham gia chấm thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi mà chúng tôi cho là hết sức quan trọng, thì Hội đồng thi 03 thành phố Hải Phòng thì đã làm tất cả cái gì tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi này. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến các cái khâu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thì chúng tôi đều rà soát rất kỹ lưỡng và tổ chức theo thứ tự và theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi quốc gia. Thì trong đó đầu tiên là chúng tôi chú trọng đến cái công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương, đặc biệt là đối với lực lượng công an. Tuy nhiên chúng tôi nhận thức rằng như đồng chí chủ tịch ủy ban đã chỉ đạo là tuyệt đối không được chủ quan, dù chuẩn bị tốt đến đâu thì tốt nhưng nhân tố quan trọng vẫn là con người. Buổi sáng ngày 28 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Chiều, thí sinh làm bài thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngày 29 tháng 6, sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý 50 phút, hóa học 50 phút, sinh học 50 phút hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử 50 phút, địa lý 50 phút, giáo dục công dân 50 phút. Chiều, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ, thời gian 60 phút.